Cô chào các em. Tiết lịch sử hôm nay chúng ta tìm hiểu bài Lễ ký Hiệp định Paris. Bài học hôm nay các em tìm hiểu 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, thời gian diễn ra lễ ký Hiệp định Paris. Nội dung thứ hai, nội dung cơ bản của Hiệp định Paris. Nội dung thứ ba, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất nhé. Nội dung 1, thời gian diễn ra lễ ký Hiệp định Paris. Em hãy đọc sách giáo khoa trang 53-54, đoạn ngay từ sáng sớm cho đến của dân tộc, và cho biết lễ ký Hiệp định Paris diễn ra vào ngày tháng năm nào. Các em ngừng video, đọc sách và trả lời câu hỏi nhé. Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Lễ ký Hiệp định Paris diễn ra vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, tại thủ đô Paris, nước Pháp, đã diễn ra lễ ký Hiệp định Paris về Việt Nam. Đây là bức ảnh ghi lại lễ ký chính thức Hiệp định Paris về Việt Nam. Còn đây là bức ảnh ghi lại quang cảnh phòng họp ký Hiệp định Paris. Bức ảnh bên trái là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris. Bức ảnh bên phải là Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris. Sau đây chúng ta cùng sang nội dung 2. Nội dung cơ bản của Hiệp định Paris. Em hãy đọc đoạn Hiệp định Paris quy định cho đến thống nhất đất nước, sách giáo khoa trang 54, và cho biết những nội dung cơ bản nhất của Hiệp định Paris. Các em ngừng video, đọc sách và thực hiện yêu cầu nhé. Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Nội dung cơ bản của Hiệp định Paris. Thứ nhất, Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thứ hai, Mỹ phải rút hết toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam. Thứ ba, Mỹ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam. Thứ tư, Mỹ phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung 3, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về Việt Nam. Em hãy đọc đoạn Hiệp định Paris đánh dấu cho đến thống nhất đất nước, sách giáo khoa trang 54, và cho biết Hiệp định Paris có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử của dân tộc ta. Các em ngừng video, đọc sách, suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Sau đây là gợi ý trả lời của cô. Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris về Việt Nam. Thứ nhất, đế quốc Mỹ thừa nhận sự thất bại ở Việt Nam. Thứ hai, đánh dấu một thắng lợi lịch sử mang tính chiến lược. Đế quốc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Sau khi tìm hiểu qua nội dung bài, các em cần ghi nhớ một số nội dung chính sau đây. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, tại Paris, đã diễn ra lễ ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em nhiều sức khỏe.